Vâng, xin kính chào mọi người đã trở lại video của em. Tiếp tục cập nhật đám tang tại Hoa Viên Bình Dương an nghỉ tại nơi đây. Thì đám tang này là đám tang chôn nha mọi người. Chôn là sẽ thắp hương đình trình. Còn đi thiêu thì sẽ là qua cầu quẹo phải hướng về cái ngôi mộ của cậu Năm Vũ Linh đó mọi người. Là sẽ đi thẳng sẽ tới lò thiêu. Hiện tại thì thắp hương xong thì sẽ di chuyển đến khu B nha. Khu B. B. Anh trai quay đăng lên. Này cô đám tang của cụ bà 97 tuổi thượng thọ 97 tuổi. Wow, cây quá đẹp luôn, quá trời bự luôn. Quả viên này mãi đỉnh thiệt chứ. Wow, cái cây kìa, trời 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 trời, cái cây bự. Cây bự dữ rồi ta. Và chút xíu nữa sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem ha. Nắng quá mọi người ơi. Giờ chuẩn bị di chuyển mọi người. Có ông trên đây à. Đó, bây giờ thì di chuyển xuống khu B nha mọi người. Tới nha mọi người. Đây. Rồi chuẩn bị đưa quan xuống nha mọi người ha. Khu này là khu B363. Đám tang này từ ở Sài Gòn xuống nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chắc có lẽ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây ha mọi người. Và xem video cho em xin một like, một chia sẻ ha. Đám tang của ông họ 94 tuổi. An táng tại Hoa Viên Bình Dương, khu B3 nha mọi người. B3.3.